Chúng ta học bài số 3, mọi người lưu ý mở từ mới ra đọc theo từ mới. Bài này từ mới khá nhiều nha mọi người, bắt đầu tăng tốc. Ai mà chê lớp 4 kỹ năng là học ít thì sẽ cho biết nếm mùi là học khổ sở thế nào nha. Có bao nhiêu đâu, có 40 từ phải không? 40 từ thôi. Vậy là bây giờ lớp mình là có hai sự lựa chọn. Một là mỗi tuần học 35 từ đến 40 từ. Hai là một tuần học 5-7 từ. Chọn cách nào? Ngạc nhiên. Đúng là trả lời cách hay ha. Cách hai là một tuần học 5-7 từ là mọi người có người chọn cách hai kìa. Chọn cách hai là thưởng sách đúng không? Nó sẽ làm cho cái sự lười biếng của chúng ta là tăng cao. Và thay vì người ta học là 40 từ một tuần á, thì người ta học khoảng chừng là 6 tháng người ta nói bắt đầu giao tiếp được. Thì nếu mà mình học 5-7 từ một tuần á, thì mình sẽ là 6-7 năm rồi mình giao tiếp được. Vậy bây giờ chọn cách nào? Hả? Bây giờ chọn 30 từ hay là chọn 3-4 từ? Rồi nha mọi người nói nha. Mọi người chọn là 30 từ nha. Như vậy là bây giờ là bắt đầu, mọi người lưu ý nha, từ bài số 3 trở đi là từ mới sẽ rất là nhiều. Cho nên là mọi người học phải hết sức cố gắng tập trung. Sau khi học xong 4 tuần đầu tiên là chúng ta đã biết khá nhiều từ mới nha. Thầy thì không có quen nổ, nhưng mà thấy là có nhiều cái ông dạy ở các trung tâm khác mà họ nổ banh xác, nó thấy ghê quá. Mình hả? Họ nói rằng là giáo viên họ giảng bài trên lớp, nhất là cái lớp mới mới như vậy nè. Họ nói là học ở các trung tâm khác á, là muốn làm phiên dịch á, là phải học 5-7 năm, 10 năm, 12 năm. Còn học ở trung tâm của thầy đây nè, chỉ cần là 3 tháng, 4 tháng thôi. Người nào cũng ra làm phiên dịch pha và lương 10 triệu, 12 triệu. Mình nghe mình rất muốn xỉu luôn á. Coi trên mạng hết rồi, hết hồn hả? Đừng có thổi quá. Các em biết không, mà video nào thầy vô thầy tham khảo là thấy là nghe mà mình xem coi là cái cách mà họ dạy thế nào à, nhưng mà thấy là đầu giờ họ nổ nhiều quá luôn á. Nhưng mà một lớp của họ là tính ra là một lớp chắc là khoảng 1/4 lớp mình như vậy nè. Lớp mình ví dụ như là khoảng 40 người thì lớp đó là chắc tầm khoảng 10 người thôi. Lớp là có chừng số lượng có 10 người. Thế thì bây giờ nổ cho banh xác vô là không biết là dạy được bao nhiêu. Và dám tự tin nói là trung tâm mình là dạy tốt nhất Bình Dương à, tốt nhất Bình Dương. Và viết chữ là học một tháng thôi là viết phà là tốt. Thấy thôi, đừng có nổ quá thầy sợ. Chúng ta cứ học. Mọi người phải biết rằng là học ngoại ngữ rất khó khăn. Cho nên là sao? Phải hết sức là tập trung thời gian. Thầy không bao giờ nói mọi người là chỉ cần học 2-3 tháng là nói chuyện ào ào giống như tên lửa. Có điều đó. Học bài đi. Rồi, đọc theo. Từ số 1, cung chua. Cung chua. Cung rỡn. Cung rỡn. Xoay. Xoay. Mãng. Mãng. Nỉ nơ. Nỉ nơ. Phu. Phu. Thai. Thai. Lây. Lây. Cưa cưa. Cơ cơ. Chị chê. Chị chê. Ti ti. Ti ti. Mây mây. Mây mây. Duê. Duê. Thèn thèn. Thèn thèn. Chúa thèn. Rồi chúng ta đọc lại lần nha. Từ số 1, cung chua. Cung chua. Cung rỡn. Cung rỡn. Xoay. Xoay. Mãng. Mãng. Nỉ nơ. Nỉ nơ. Phu. Phu. Thai. Lây. Lây. Cơ cơ. Cơ cơ. Chị chê. Chị chê. Ti ti. Ti ti. Mây mây. Mây mây. Duê. Duê. Thèn thèn. Thèn thèn. Chúa thèn. Chúa thèn. Chinh thèn. Chinh thèn. Mình thèn. Mình thèn. Hoàn sang. Hoàn sang. Truy nén. Truy nén. Chinh nén. Chinh nén. Mình nén. Mình nén. Lính. Lính. Sang ủ. Sang ủ. Trung ủ. Trung ủ. Xia ủ. Xia ủ. Sang cơ yue. Sang cơ yue.
这个月这个月下个月下个月学汉语学汉语没有没有老经理经理老板老板会计会计司机司机老师老师保卫保卫出纳出纳助理助理主管主管管理管理厂长厂长có nhiều đâu có 30 từ cộng với lại 11 là 41 phải không? Nhưng mà đến khi viết chính tả là chúng ta là có cái phép là giảm lược đi ha. Giảm đi còn 30 là được rồi. Công chua. Công rỡn. Công rỡn. Xoay. Xoay. Mạng. Mạng. Nỉ nơ. Nỉ nơ. U. U. Thay. Thay. Lây. Lây. Cơ cơ. Chị chị Ti 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 Mây 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 Yue Yue Then 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 Chủ then Chủ then Jin then Jin then Ming then Ming then Wǎn shang Wǎn shang Qu nian Qu nian Jin nian Jin nian Ming nian Ming nian Ling Ling Shang wu Shang wu Zhong wu Zhong wu Xia wu Xia wu Sang ge yue 上个月，这个月，这个月，下个月，下个月，学汉语，学汉语，没有，没有，经理，经理，老板，老板，会计，会计，司机，司机，老师，老师，保卫，保卫，出纳，出纳，助理，助理，主管，主管，管理，管理，厂长。Rồi, cả lớp chuẩn bị đọc lại lần nha. Rồi, mời cả lớp đọc lại xem nào. Cung chua. Cung chua. Cung rỡn. Xoay. Mạng. Nỉ nơ. U. Thai. Lấy. Cơ cơ. Chê chê. Ti ti. Mây mây. Chê. Thên thên. Chúa thên. Chín thên. Mình thên. Quán sang. Chuyên thên. Chín thên. Rồi bây giờ dịch bài nha. Công việc. Từ số 1 đó, đọc lại. Công chua. Công việc của tôi. Công việc của bạn. Công việc của anh ấy. Rất tốt. Công việc của tôi. Đọc lại. Công việc của tôi. Rất tốt. Công việc của tôi rất tốt. Của công chúa hẳn hảo. Công việc của bạn rất tốt. Nhi công chúa hẳn hảo. Tốt không? Hảo mà. Công việc của bạn tốt không? Nhi công chúa hảo mà. Đúng rồi. Ta có cái từ bận rộn là mãn. Từ số 4 phải không? Mãn là bận rộn á. À, busy. Rồi, bận rộn không nói sao? Mãn mà. Đọc lại, mãn ma. Công việc của bạn có bận không? Nì công chúa mạng ma. Đọc lại, nì công chúa mạng ma. Nì công chúa mạng ma. Rất bận. Hận. Đọc lại, hận mạng. Hận mạng. Ta có cái từ số 6 là chữ không. Chữ không này là pu. Pu. Pu là từ phủ định. Từ pu này là đứng trước động từ nha. Ví dụ ta nói là không bận là động từ hoặc là tính từ pu mạng nha. Rồi mọi người dịch lại nào. Không bận. Công việc của tôi. Không bận. Công việc của tôi không bận. Đúng rồi. Còn cái từ là còn bạn là nì nơ. Là mình hỏi ngược lại người ta là còn bạn là nì nơ nha. À. Từ số 2 là công nhân là cung rỉnh. À, công nhân, cung rỉnh. Xoay. Chữ xoay là tuổi. Ví dụ ta nói là 10 tuổi nói sao? Khoan, tập trung. Số 10 đọc sao? Sử.
10 tuổi. À, đọc lại, sứ xuôi. Em trai. Đọc lại, ti. Em trai tôi. Em trai tôi 10 tuổi. Đọc lại, wǒ tī tī shí suì. Wǒ tī tī shí suì, em trai tôi 10 tuổi. Còn từ bao nhiêu mà nó là tuo sào? Mọi người đọc theo tuo sào. Tuo sào suì. Bao nhiêu tuổi? Bạn bao nhiêu tuổi? Ngang hàng nhau mình hỏi là nǐ tuo sào suì nha, ngang hàng. Mình nói là nǐ tuo sào suì. Còn nhỏ hơn mình á, mình nói là nhỏ nhỏ là khoảng chừng 10 tuổi, mười mấy tuổi, mình nói là chỉ suì, nǐ chỉ suì, nhất là mấy đứa con nít nhỏ ha, mình hỏi là chỉ suì. Chỉ là chữ mấy á? Chỉ suì. Còn lớn lớn đi xíu, trung niên trở lên mình hỏi là lớn bao khoảng bao nhiêu tuổi, mình là tuo ta. Là mấy từ đó học sau nha. Rồi mọi người thấy là từ số 7, từ số 7 có chữ thai. Chữ thai này là một phó từ chỉ mức độ. Mức độ là chỉ cao thấp á. Ví dụ nhà thai này là quá. Quá bận rộn mình nói là gì? Thai. Thai mạng. Đọc lại, thai mạng. Thai mạng. Còn quá mệt. Thai. Đọc lại, thai lây. Thai lây. Tôi quá mệt. Của thai lây. Của thai lây. Còn nếu mà ta nói là không quá mệt thì nói sao? Ta ghép ba chữ là 6, 7, 8 là phủ thai lây. Đọc lại, phủ thai lây. Học tiếng Hoa. Đọc lại, xuế han yu. Không mệt lắm. Phủ thai lây. Tức là cũng mệt đấy nhưng mà không mệt lắm đâu ha. Đọc lại, phủ thai lây. Xuế han yu. Phủ thai lây. Mệt không? Dịch coi, mệt không? Học tiếng Hoa. Đọc lại, xuế han yu. Mệt không? Bạn học tiếng Hoa có mệt không? Mệt không, lây mà. Lây hả? Rồi anh trai là cưa cưa chỉ chê ti ti mây mây. Mình muốn nói là anh trai tôi, mình nói là của cưa cưa, của chỉ chê, của ti ti, của mây mây nha. Các em lưu ý là những cái từ chỉ mối quan hệ gia đình á, là chúng ta không cần thêm chữ tơ. Trong bài này có chữ tơ không? Chữ tơ là chữ của. Coi nào. Của tơ, nì tơ á. Không có phải không? Rồi vậy thì thôi khoan học nó đi. Rồi chữ tháng. Tháng là chữ duê. Chữ tháng này là thứ nhất là thứ ngày tháng, chữ tháng. Thứ hai là cái nghĩa gốc của nó là mặt trăng. Mặt trăng á, biết không? Ví dụ là hôm nay là mùng mấy đó, mùng 8, mùng 9 là có trăng rồi. Ai không biết mặt trăng là bước ra khỏi cổng. Bước ra khỏi lớp á, nhìn lên trời nha. Là sẽ thấy là có mặt trăng đó. Duê. Rồi, mọi người lưu ý này, mình nói là tháng 1 thì dịch sao? Đọc lại, tháng 1 không có cưa nhá. Mọi người lưu ý nè, tháng 1 á là mình sẽ cho số trước là y yue nha. Đọc lại nè, y yue. Tháng 2 yue. Tháng 3 san yue. Tháng 4 sun yue. Đọc lại, sư yue. Tháng 5 gu yue. Tháng 10 sư yue. Tháng 11 tháng 12 tháng 13 không có, chưa có nha. Tháng 13 là chưa có. Gì mà chó sủa ồn ào thế? Những người nào mà vô trái giờ á là chó nó sủa ghê lắm, tức là nó coi là trộm á. Không thật. Còn cái đúng cái giờ mà ra ra vào vào á là nó không có sủa, mà giờ ra ra vào á là đông người thì có chú Hoàng, chú trông coi xe. Còn á, là bây giờ thì chú ở trong nhà nhưng mà chó là nó coi giùm. Sủa cái là chú Hoàng, chú ra coi xe, coi có ai. Rồi tiếp thêm nè. Cái chữ then then á mình dịch là ngày ngày nha. Đọc lại nè, then then. Then then. Học tiếng Hoa.
Xuế đọc lại nè, xuế han gì? Đó, từ số 29 thấy không? Học tiếng Hoa là xuế han gì? Vậy ta nói là ngày ngày học tiếng Hoa. Đọc lại, ten ten xuế han gì? Tôi ngày ngày học tiếng Hoa. Đọc lại nè, wo ten ten xuế han gì? Mọi người hứa với thầy rồi nha, hứa là ngày ngày học tiếng Hoa nha. Nãy giờ cả lớp vừa hứa rồi đó. Then then sẽ hơn gì? Rồi tiếp này, học tiếng Hoa không? Đọc lại, sẽ hơn gì mà? Bạn học tiếng Hoa hàng ngày không? Đọc lại, nǐ tiān tiān xuě hān yǔ ma? Rồi, tôi ngày ngày học tiếng Hoa. Không có ma. Không có ma. Rồi, hôm qua nè, chúa then. Ta lưu ý là ba cái mốc thời gian đó là hôm qua, hôm nay. Hôm qua, hôm nay, ngày mai nhá. Hôm qua là chúa then. Hôm nay là chín then. Ngày mai là miệng then. Ta lưu ý là ta muốn nói hoàn sang là buổi tối. Các em lưu ý bài này. Cái thời gian á là ghép lại, ví dụ ta muốn nói là tối nay, tối mai, tối mốt gì đó. Mà cái thời gian á là, ví dụ ta nói là buổi tối mà ghép với hôm nay. Tối hôm nay á là ta có hai mốc thời gian. Một là ghép về tối hôm nay, có phải là buổi tối của hôm nay không? Phải. Như vậy là có hai mốc thời gian. Là có mốc thời gian thứ nhất là gì? Là hôm nay là chín then. Và ghép với cái mốc thời gian là buổi tối là gì? Hoàn sang. Vậy là ta có là tối hôm nay là chín then hoàn sang. Cái thời gian nào dài? Trong tiếng Hoa thời gian màu dài thì sẽ đứng trước, thời gian ngắn thì sẽ đứng sau. Ví dụ là chín then là cả ngày là 24 giờ đúng không? Còn cái chữ là buổi tối là mấy tiếng? 6 giờ tối cho đến 12 giờ khuya. 6 tiếng đúng không? 6 tiếng à. Như vậy là buổi tối là có 6 tiếng thôi. 1 giờ là sáng rồi. Như vậy là buổi tối là có 6 tiếng thôi. Thì nó ngắn hơn là một ngày, cho nên nó sẽ đứng sau chữ chín then. Nhớ chưa? À, vì vậy ta nói là tối hôm nay mình nói là chín then đứng trước. Chín then hoàn sang nha. Đọc lại, chín then hoàn sang. Chín then hoàn sang. Rồi mình nói tối hôm qua, chúa then. Đọc lại này, chúa then hoàn sang. Chúa then hoàn sang. Rồi tối hôm nay, chín quá, đọc lại, chín then hoàn sang. Chín then hoàn sang. Tối mai, miệng then. Đọc lại, miệng then hoàn sang. Miệng then hoàn sang. À. Không học tiếng Hoa mình nói thì sao? Bu xuế han yǔ. Đọc lại, bu xuế han yǔ. Bu xuế han yǔ. Động từ đi á, là từ số 19 ta có chữ năm ngoái là truy nẹn. Cái chữ truy đó chính là động từ đi. Go, 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 đi ha. Tiếng Anh là go. Rồi, chữ truy là đi. Mọi người đọc theo, truy. Đi học tiếng Hoa. Đọc lại, truy xuế han yǔ. Đúng rồi, truy xuế han yǔ là đi học tiếng Hoa nha. À, không đi học tiếng Hoa. Đọc lại, bú truy xuế han yǔ. Tối hôm qua. Đọc lại này, chúa then hoàn sang. Wo bu qu xue han yǔ. Wo bu qu xue han yǔ. Đọc lại, chúa then hoàn sang, wo bu qu xue han yǔ. Chúa then hoàn sang, wo bu qu xue han yǔ. Tối hôm nay. Đọc gì mà nó yếu ớt giống như là cái người sắp lâm chung. Đọc lại, chín then hoàn sang. Chúng tôi đi học tiếng Hoa. Đọc lại, 我们去学汉语. Chín then hoàn sang, 我们去学汉语. Rồi mọi người dịch lại này. À, tối mai.
Đọc lại tối mai. Đọc lại mình thêm hoàn sang. Bạn đi học tiếng Hoa không? Đọc lại bạn đi học tiếng Hoa không? Đọc lại cả câu. Mình thêm hoàn sang đi truy xuế Han Yu Ma. Cũng không đi. Cũng không đi học tiếng Hoa. Đúng rồi, không có ma. Rồi chúng ta có chữ năm nè. Năm là nén. Truy nén là cái năm đi qua rồi, gọi là năm ngoái. Truy là đi á. Truy nén là năm đã đi qua, gọi là năm ngoái nha. Đọc lại. Truy nén. Truy nén. Chín nén. Miễn nén. Miễn nén. Đúng rồi. Ví dụ ta nói là tháng 8 mình nói là sao? Đọc lại tháng 8 là ba yue. Tháng 8 năm ngoái. Đọc lại tháng 8 năm ngoái. Nếu mà ta nói là ba yue truy nén thì chúng ta hiểu nhau. Chúng ta hiểu nhau, còn Đài Loan Trung Quốc thì không hiểu ta. Bởi vì ta nói sai. Rồi mọi người lưu ý nè, thời gian là năm ngoái với lại tháng 8, thời gian nào dài? Năm chớ, năm có 12 tháng mà, thậm chí là năm nhuận 13 tháng luôn, phải không? Còn tháng 8 có 1 tháng à, vì vậy phải là năm ngoái đứng trước. Truy nén. Ba yue. Đầu lại, truy nén ba yue. Nhớ nha, truy nén ba yue. Tháng 8 năm nay. Đầu lại, chín nén ba yue. Tháng 8 năm sau, miễn nén ba yue. Đúng rồi, miễn nén ba yue. Rồi ta có chữ lính là số 0 nha. Buổi sáng là sang ủ. Sang ủ, trung ủ, sao ủ, buổi sáng, buổi chiều, buổi trưa. Ta lưu ý là cái chữ ủ này nè. Cái chữ ủ này là giờ ngọ. Đố các em biết giờ ngọ là mấy giờ? Sai. Chưa đúng chứ không phải sai. Chưa chuẩn. Mấy giờ? Không giờ cũng không phải. Giờ ngọ là từ là 11 giờ 00 cho đến 12 giờ 59 phút 2 tiếng đồng hồ đó, buổi trưa gọi là giờ ngọ. 11 giờ là bắt đầu là giờ buổi trưa rồi, phải không? Một canh giờ gồm 2 tiếng. Như vậy là giờ ngọ tức là buổi trưa. Như vậy các em nhìn nè, sang là trên. Sang ù là cái giờ mà trên cái giờ buổi trưa, chính là buổi sáng. Phải không? Trước cái giờ, trước 11 giờ có phải là 10 giờ không? 10 giờ là sáng. Từ sáng sớm cho đến 10 giờ vẫn còn là buổi sáng. Cho nên sang ù tức là buổi sáng. Hiểu chưa? Trung ù, trung là ở giữa. Ta nghe nói là trung điểm không? Trung tức là ở giữa. Trung điểm học rồi. Vậy là trung ù tức là ngay giờ buổi trưa. Ngay giờ buổi trưa thì gọi là trung ù. Xe là gì? Xe là dưới. Vậy là dưới cái giờ ngọ là mấy giờ? 1 giờ. Tại vì giờ ngọ là 11 giờ đến 1 giờ 50, 12 giờ 59, 11 giờ đến 12 59 phút. Thì bước sang 1 giờ là giờ buổi chiều rồi. Vậy là nó gọi là xa ù tức là gì? Cái giờ mà dưới buổi chiều gọi là dưới cái giờ buổi giờ ngọ tức là buổi chiều nha, xa ù nha. Sang cơ duy là buổi sáng tháng trước, chưa cơ duy tháng này. Sang là trên á. Sang cơ duy là cái trên cái tháng này á, đó tức là tháng trước. Chơ cơ là cái này, xa cơ là cái sau, tháng sau. Mấy dầu là không có. Mấy dầu sẽ han gì không có, học tiếng Hoa. Buổi trưa. Trung ngủ tức là buổi trưa ha.
mấy giờ rồi? À, hôm nay là thầy chỉ dạy mọi người từ mới như vậy, xong rồi các em về nhà học thuộc lòng hết từ mới, học thuộc lòng ý nghĩa từ mới này, để thứ ba tuần sau thầy dạy các em là ghép câu nha. Nếu mà các em mà không thuộc từ mới á, thì xem như là cái buổi học thứ ba tuần sau là vô nghĩa. Còn nếu mà thuộc lòng từ mới kỹ lưỡng thì thứ hai tuần sau là có thu hoạch lớn. Vậy thì muốn chọn cách nào? Muốn thu hoạch lớn thì học thuộc hết ý nghĩa. Thầy không bắt viết thuộc chữ, nhưng mà các em phải học thuộc ý nghĩa của nó nha. Đọc từ nào là hỏi chữ nào là phải biết chữ đó nha. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha. Xong chưa? Từ từ mà, đứng dậy hết. Người còn ngồi, người còn đứng nè nha. Đồng bộ đi xíu coi nào. Rồi, sẽ sáng mạnh, trai chen. Chào sư trai chen. Trai chen ha.